Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Giải hai quan hồn xuống 18 tầng địa ngục cho ta. Dạ. Ừ, dạo này làm gì mà dưới âm phủ nó loạn lạc quá trời luôn á. Mà nhìn lên thấy cái gì đâu chết nè. Nào đua xe lạng lách là xì ke ma tí là si đa chết rồi. Tội nghiệp như là mấy người ta chết quan á. Cái bà con ngang này nó chết quan nó khóc nè. Oan quá, oan quá, oan cho con quá. Thằng này nó đâu có đua xe lạng, con chịu qua xách xe chạy đường chơi. Đang chạy nữa chừng có xe khách chạy ngang xả khối vô mặt nó ngộp thở quá té xuống cái xe tải sao cán chết ngắt à. Đón này nó chết lãng nhắc nó bà con nghe nó khóc nữa nè. Oan quá mà, oan cho con quá mà ông ơi. Ờ mà khóc đang phải vì nó chết quan gì cũng nguyên nhân khác. Số lần này nó con nhà giàu, ba má thấy chết trẻ tội nghiệp, đốt xuống nó nguyên cái biệt thự. Ở trong biệt thự nào tivi đầu máy mới làm nó giặt cái gì cũng có. Mà ba má nó quên đốt ổ khóa. Tối qua ngủ đâu khóa cửa được đâu. Ăn trộm này vô rinh sạch bách luôn à. Bây giờ giọng khóc nghe tiếc của vậy lắm. Oan quá à. Oan quá à. Ờ thôi nín đi mày ơi. Có gì ta xin tài trợ giùm cho. Để coi hôm nay có con ma nè xuống đây mở hàng sớm không nè. Úi trời, chưa chi con đứa đua xe xuống nè nè. Ủa, mới kêu tên mà trời nó đề ba rồi hả trời. Lẹ dữ vậy. Trời, nó đua trời đất ơi. Đua kéo đâu dữ. Thôi rồi, cái này chắc đụng xe nước mía đi. Ly chén gì bể hết trơn hả trời, tội nghiệp quá. Cấp cứu rồi. Ủa này chắc chấn thương sọ khỉ. Đạp cái mía tập đập cái gáo xuống đây nè. Trời đất ơi. Bác sĩ, con tôi có sao không bác sĩ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nghe câu này là biết nó xuống được nửa đường rồi đây nè. Rồi xuống tới luôn. Chơi nhạc này lên là mình biết rồi. Bởi vậy đua xe làm chi giờ khổ quá. Nào, sến đi. Tội quá. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Mở cửa rước khách vô. Dạ. Ê Huynh, cho hỏi xíu Huynh. Có chỗ nào rút cam chỉ giùm tôi mới bị đụng cong vòng nè ông ơi. Này chắc mua niền mới quá sửa lại không được không? Trời. Sao? Trời, xuống đây còn đòi rút cam nữa. Rút được thì rút cam lại xài lại chứ sao? Nè, dưới đây không có rút cam. Sao rút cam? Rút xương thôi. Ê em có giỡn à nha. Tôi hỏi chỗ nào rút cam tôi còn cảm ơn ông nữa đó. Thiệt. Gì? Rút xương mà. Rút sao rút xương? Đưa cái xác vô lò thiêu xương rút lại như xí quách. Ông nói chuyện dễ quế ông nha. Nghe không? Dễ quế mà biết ở đây là ở đâu không? Ở đâu? Âm phủ. Tôi không tin ở số sông gia số phủ làm gì với. Mày không tin đi âm phủ không? Không tin. Được rồi, đã chiếu cảnh đám ma của nhà ngươi trên trần gian ngươi coi. Ông chiếu được. Mày nhìn cái monitor nha. Ông thấy rồi. Chuẩn bị nè. Ông mở đi. Hô, biến thấy chưa? Ừ, thấy rồi ông. Ông cho tôi hỏi sao má đứng không vậy ông? Ủa má mày hả? Má đứng không là ba tôi chết rồi phải không ông ơi? Là ông ơi. Con hiếu ghê. Tôi có hiếu cha mẹ tôi lắm. Má nó khóc cái bà nó té là chết. Ừ. Ba mày đứng rồi mày. Đâu? Thấp. Ờ thấy ba má đứng không tôi đâu. Ủa mà em thấy mày à? Không thấy. Kìa. Đâu? Ngồi trên bàn thờ kìa. Trời mặt nó chụp hình ăn ảnh ghê. Vậy... giống Trang Don Gun quá. Vậy ba má tôi khóc là vì tôi chết. Lẽ gì ai? Ủa sao con gãy tôi cười vậy? Gì? Con gãy đứa nhà tôi có cười kìa không thấy hả? Con bồ mày cười lừa hả? Sao nó cười tôi? Mày chết nó mừng. Sao nó mừng? Mấy lần mày còn sống mày đua xe mày chở nó theo. Chở theo hoài vui lắm. Qua cầu Sài Gòn rớt dưới mấy lần nhớ không? Nhớ. Đó là ra vợ nhỏ bị mắc đằng dưới luôn nè. Trời con mặt nó cười thì ghét đưa hàm răng nó khè tao. Ừ. Ê ngộ mày. Gì? Răng con bồ mày sao còn cái nú mà. Vậy là mới té xe thằng nào nữa rồi. Không nhìn biết mắt đằng dưới. Ờ còn ông mắt gì vậy? Tao bị mắt bố rồi. Ờ tôi khoái chỗ mà ông tự ông nhận là mắt bố á. Ông cho hỏi ông là Diêm Dương phải không? Ủa chứ mày nhìn tao không biết ai. Không biết đen quá không biết ông. Nghe nào mày. Giới thiệu. Tự giới thiệu. Ừ. Ta là Công Tôn Sách. Gì Sách? 12 giờ gặp Công Tôn Sách hoài à. Công Tôn Sách là 12 giờ trưa. Ờ. Tao 12 giờ khuya. Vậy ông là gì? Công Tôn Phán. Là sao? Phán quan á. Phán quan nó phán quan tao mới biết được chứ. Tôi muốn gặp Diêm Dương được. Lý do là gặp. Tôi muốn đầu thai chưa số chết vậy kia xuống đây làm gì vậy? Diêm Dương phải không? Ờ. Rồi để tao thỉnh ông ra cho mày gặp. Mời ông ra. Mời Diêm Dương đăng đường. Nhà. Có nhạc mới ra hả? Chứ sao mày? Ủa sao nghe nhạc quen quen ta? Quen lắm á thiệt á. Bào Thanh Tiên Viên Ngọc Thanh Long tập 5. Ông ơi cho hỏi nhạc kế bên có căn nào mở không không? Cái âm thủ của nhạc kế bên. Thiết diện vô kỳ á ta. Rõ ngay. Chặt vũ này mới nha. Xuống đây còn được nghe nhạc không ơi. Không phải. Dưới này phủ Diêm Dương. Phủ Diêm Dương. Tại mấy anh làm nhạc anh quên đúc lộn băng. Trời ơi, rồi Diêm Dương nhạc gì đây? Diêm Dương ra nhạc khác. Đâu mời ra đi. Nghe nè. Nhạc vui vui nha. Mệt. Nhạc rap có được á, tôi vui vui à. Rồi đó, trữ tình đó mày. Cái nhạc là buồn quá ông ơi. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Trời ơi, cái mặt ông già khú đế mà thằng bé gì vậy cha. Người ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Tội ông quá, ông lo quá, cái đầu tóc ông rụng hết. Ngày nó sống kiếp lang thang ngẩn ngơ như chim. Khoan khoan
Dạ. Ngươi giả mặt với ta hả? Dạ đâu có. Ta dặn ngươi kỹ lưỡng rồi. Dạ sao ạ? Khi ta xuất hiện đừng có chơi nhạc thằng bé. Dạ. Ít ra phải chơi bài Aswear. Ừ. Nhạc gì mà ai què ngồi à? Aswear bài đó mua and the car and the car. Ừ. Ủa cái gì mà mua cái ca bỏ con cá đâu. Nói chung là nhạc sang, hiểu chưa? Dạ, sao dạ, đánh trống kêu quan từ sáng giờ ông xử cha, ngủ nội. Dẫn người đánh trống kêu quan. Dẫn người đánh trống kêu quan. Con đứng này hai cha nội, đứng từ sáng giờ kêu ai đó ông nội? Rồi tới hả? Tới rồi. Làm gì chảnh gì hả? Sống chảnh trời. Xử. Vô. Ủa sao giống đám cưới vậy? Dạ. Đó là quy du hả? Chắc con nói lộn quá. Sử, ngươi tên là gì? Trần Bách. Học lớp mấy? Đại học. Lý do xuống đây. Lách lạc. Lý do gì chết đó? Tôi kể nha. Kể đi. Chiều hôm qua có 5 thằng đến nhà rủ đua xe. Đua xe. Tôi là thằng thứ 6, mỗi bỏ 500 ngàn gom được 3 triệu. Ngươi ngon lắm. Đứa nào mà chạy Vũng Tàu trước lấy 3 triệu, tôi xách chiếc xe ra chuẩn bị đến giờ đua tôi ngồi xuống tháo thắng. Cái gì? Đua xe mà tháo thắng hết à? Chạy chó lẻ. Mà giang hồ mà. Trọng tài đứng ra giữa đếm 1, 2, 3. Tôi làm cái đụng cái ầm. Thấy một người giang rớt xuống. Nó đụng ai à? Trọng tài. Ừ. Cản đụng luôn. Cha mẹ ngươi cho ngươi tiền ăn học. Mà không là học mà nó chơi. Diêm Dương nghe nói hả? Nói gì? Học mà không chơi đánh rơi tụi trẻ hay sao? Đúng. Học không chơi đánh rơi tụi trẻ. Dạ. Nhưng mà chơi không học đánh mất tương lai. Tương lai. Chơi chơi ác đạn. Ác gì? Chơi đua xe hút sách cờ bạc. Ôi tối nào cũng đua rần rần ông ơi. Sao có những thứ lành mạnh khác sao ngươi không chơi? Lành mạnh sao? Thí dụ như cò cò. Nó à. Không chơi chứ ai chơi. Nhảy dây. Đó. Ừ. Chơi bên đũa. Thấy chưa? Ờ đúng rồi, chơi năm 10 dạ, vui lắm nha. Dạ đúng rồi đó Diêm Dương. Chơi năm 10 vui. Con nít nó chơi rần rần hay Diêm Dương ha. Đó mày nghe chưa? Gì? Mày nghe Diêm Dương kể không? Nãy giờ Diêm Dương kể toàn làm những trò nữ tính không rồi thấy không? Giỡn mặt hả? Dạ con nói lộn. Diêm Dương kể toàn là mấy trò lành mạnh không? Lành mạnh. Đó chẳng hạn vụ năm 10 nè. Năm 10. Mày thấy năm 10 chơi vui không? Vui lắm. Mà giờ mày rảnh không? Rảnh. Năm 10 đi hai tao trốn. Chơi chung ba đứa ba nha. Ba đứa chơi nha. Kiếm chỗ trốn. Năm 10 trước nha. Năm đi. Năm 10, 15, 20, 15, 30, 35, 40, 45, 60, 70. Nào tung vậy? Nó kìa. Ý tao nói đây là người chơi gì có đâu hại người hại mình hiểu chưa? Dạ. Người chạy xe gì? Dạ su mặt quỷ. Hèn gì mặt với con ma. Diêm Dương nhìn kỹ có đẹp hơn ai? Coi mình lại đi. Nó chê kìa Diêm Dương. Nhìn mặt ngươi ta đã ngứa mắt rồi. Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai mắt. Dạ. Đang xử án có lâu quảng cáo vô mày? Dạ. Dạ nó tài trợ mình phải quảng cáo nó. Làm như phim Hồng Kông à, coi ghét nhiễm à. Dạ. Xe ngươi bao nhiêu? 100. Ngươi chạy tốc độ nhiêu? 160. Trời đất ơi. Cái thằng quỷ sống này không chừng trị nó không được phán quan. Dạ. Dẫn nó vô, knock out nó. Vô mày. Dạ. Nghe ta dặn nè. Dạ. Nhớ đánh nó như là Madison đánh Holyfield. Dạ dạ. Ê đừng có cắn lỗ tai nó nha. Dạ thôi con ngán lỗ tai quá. Đánh chưa? Dạ trời ơi trời. Trời. Đánh lộn hay chiên bánh xèo trời. Kêu vô chổng đánh tay vô chổng đại người ta ăn nhậu ở chổng. Nhớ mặt hả mày? Dạ mày. Mày chết rồi. Phát. Mày đánh nó vừa phải nó chết là tao chết theo á. Còn lấy khẩu cung nó nữa. Cho ra đây đi. Ông nhớ quýnh tôi nha. Một hồi mà ra ngoài đường là tôi quýnh ông chết ông luôn á. Tôi có tội gì quýnh tôi dữ không? Đua xe nó không có tội mày. Tội gì? Đi qua đứng. Đừng có qua đáng với tôi nha. Kiếm gì? Kiếm đồ. Quỳ xuống. Quỳ quỳ. Nhìn cái mặt thấy bất ghét. Ai cộng thôi tôi đang ở trên trận đây làm gì? Mày tình nguyện mày xuống mà. Tình nguyện gì tình nguyện? Phản quan. Ra tao biểu. Trời. Ủa thêm thằng chết xuống đây nữa hả trời? Bữa nay sao xử nhiều vụ vậy? Ủa ai đây, ai đây, ai đây? Dạ con. Ủa con lại? Dạ phán quan. Ủa vậy nào đánh nào? Dạ nó quánh con luôn. Ủa tao nghe tiếng nó la hả? Dạ con la đâu có nổi đâu. Một tay rồi nó quánh con hoàng hoại luôn Diêm Dương rồi. Chà chà, dám đánh người thi hành công vụ biết tội ngươi chưa? Tội tội gì? Tội bạn sẽ nói gì nào? Đê nợ. Không hiểu mày. Đê nợ. Là gì? Là bất nhân. Trời đất ơi. Đờ tê lờ. Vậy sao ạ? Là bất trung. Bất trung hả? Đờ hát lờ. Là gì? Là bất hiếu. Bất hiếu. Đen nờ. Vậy sao nữa? Là bất nghĩa. Bất nghĩa hả? Nói gì? Nói gì? Đen man sành. Trời. Trời ơi, này hình như dầu gội đầu thì phải. Rồi, giao trứng cho ác rồi. Hết chuyện rồi nhà ông nội này ông. Nhìn cái đầu ông, cái nó gội riết mà tóc nó mọc vậy đó ha. Sạch gào, sạch chí cái nó sạch tóc luôn. Sạch sẽ.
Tại nó gọi hàng giả. Dạ. Mà nhờ hàng giả được hàng hiệu á con. Dạ hiệu gì ạ? Hiệu nay thấy chỗ nay không? Chỗ nay đó hả? Trời nay ngược mà đâu đụng hàng đâu. Nay gì kỳ vậy? Nói chung là bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất tùm lum tùm la. Đúng rồi đó. Ông nói nó từng tội ra chung chung ai biết. Thứ nhất, cha mẹ ngươi cho ngươi tiền ăn học. Ngươi không là học mà nó chơi. Cái đó chuyện của tôi. Dẫn hậu quả như vậy, đó tội bất hiếu. Bất hiếu. Thứ hai. Sao? Ngươi lưu xe từ đây ra Vũng Tàu với tốc độ 160. Ngươi đụng vào người ta. Lỡ đụng thôi. Lỡ đụng hả? Thí dụ người đó là trụ cột trong gia đình, bây giờ người ta chết đi, con cái ta ai lo? Ai lo? Đó tội bất nhân. Bất nhân. Thứ ba. Gì nữa? Ngươi lưu xe từ đây ra Vũng Tàu với giá 3 triệu bạc. 3 triệu. Ai về nhất sẽ lấy. Đúng vậy à, nào tới nhất dọc lấy đường à? Ngươi chết xuống đây 3 triệu bạc đó, ai chung cho bạn ngươi? Ai chung? Đó tội bất nghĩa. Bất nghĩa. Thứ tư, ngươi lộ lấy của công làm của riêng, móc quà. Ê, tôi không chịu cái tội này nha, tội này của ai đem vô tôi hả? Ủa gì kìa? Lộn rồi Diêm Dương ơi. Ủa xử cũng lộn nữa. Cái vụ hối lộ này là tội của ba nó. Rồi tội nấy xử chứ. Đời sorry. Dạ đúng rồi. Ờ vậy được á. Mà nói chung bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, đủ sự chảm người. Chảm à. Đủ chém người. Chém rồi mày. Ngươi cương hả? Mày cương không? Gì hù tôi hả? Máu nhiều nè, hai ông dám giết không? Trời. Cẩu đầu đau, chờ lĩnh. Dạ. Tôi không chịu chặt tội đó nha, ba tôi có chức có quyền là tôi chịu cẩu đau á. Sao? Ba ngươi có chức có quyền, ngươi không chịu cẩu đau à? Đúng vậy. Ngươi không chịu sủa gì? Ờ. Được. Sao? Ta cho ngươi cạp. Cạp gì? Dính đầu đau, chờ lĩnh. Ông khè thằng này hả? Ê, nó vẫn chơi nhưng đem đồ đó thiệt không nổi. Trời trời. Dạ là cái gì? Là khai đạo ông nội. Kêu đi học ngoại ngữ, không là học, lo chơi à. Mà muốn xử người nước ngoài sao? Dạ khoan, khui chào. Cái gì khui chào? Dạ. Cái gì á? Cái gì khui chào? Ông này ăn chay hay sao khui chào cha? Ủa, trước khi chết cho uống sữa nữa hả? Còn miếng nào không? Ấm nhôm à? Trời, có vụ ăn trong này nữa. Chứ làm gì á? Hứng cái đầu nó. Còn cái thao đâu? Cái thao mắt đựng đồ chưa có giặt kìa. Trời ơi. Làm không á. Trời trời. Thôi chém đại đi ông ơi, tôi mệt quá. Quỳ xuống rồi, quỳ xuống rồi. Tao không quải quỳ xuống mày. Quỳ liền ông ơi, không có sợ chết đâu. Dân chơi mà kêu sợ chết. Trời trời. Thôi dở lên luôn đi, dở lên, dở lên. Đèo xuống mày. Rồi, dở lên. Quỳ xuống. À. Ông ơi, cái này thấp quá, cầm lên dễ chém ông ơi. Ngươi ngon ha. Tao chém đầu ngươi mà tao tiếc bằng đại học của ngươi. Nó mua đó, nhìn cái mặt là biết học ngu rồi. Trước khi chết, ngươi có nói gì không? Dạ có, mong các bạn trẻ đừng đua xe như con. Ta cũng mong cho ngươi, sau này mà có đầu thai á, nhớ là người lương thiện. Dạ. Chạm. Chuyện hôm qua như nước chảy về đồng, mãi sao ta không giữ được. Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta. Bộ phim dưới sự tài trợ của La Roscopin, vitamin C, vitamin C, vitamin C, vitamin C. Dạ dạ dạ. Đó, bà đâu có được bà. Đường này một chiều, quẹo lại ngược chiều bà ơi. Một chiều cũng chạy đại nữa, miễn xuống đông là được rồi. Trời ơi. Rồi công an thổi rồi nói sao? Ba ngày nay mà công an không biết thì không biết chạy lẹ lên, trễ giờ rồi lẹ lên. Dạ thì bà kêu là con chạy à. Nè, quẹo nè. Đó. Ê, trời ơi. Trời ơi. Đưa bà về. Rùng quá. Nói bậy. Về cái gì? Nam Nhi đại trưởng phu lâm tận mà thoái lui là hèn biết chưa? Hèn thì chịu đi. Chứ con với bà xúc tai gãi gọng hết rồi.
Rồi biết làm sao giờ? Tuy tao với mày bị thương nhưng mà mình còn hung khí nữa chi. Mình phục kích bất ngờ, nó đâu có trở tay kịp. Phải, hồi nãy bà nghe lời con là được rồi. Gì nữa đây? Con kêu bà chạy đại đúng chiều hướng Tây đi, bà không chịu. Đòi 1-2 đi hướng Đông, đã ngược chiều, còn bị xe đụng nữa. Đó, bây giờ công an họ giữ hết giấy tờ rồi đó, bà thấy không? Con với bà còn bị vậy nữa nè. Con biết một mà không biết hai, thấy một gan mà không thấy một tấc, ở quên một thước. Con không nghe ta nói sao? Không tất thì có tất thì không. Vậy là sao? Là trong cái rủi biết đâu nó sinh ra được cái may. Biết đâu trong bất hạnh tiềm ẩn nhiều hạnh phúc. Phải không? May mắn gì đâu. Chạy hướng Đông vòng lại hướng Tây cho xa. Đã vậy còn kẹt xe nữa. Giờ tới đây ông đi mất rồi. May gì may. Phàm làm con người phải có lòng kiên nhẫn. Con phải ráng chờ một chút. Như bà nè, thấy không? Bà kiên nhẫn lắm. Ý! Cái gì? Ý! Cái gì? Bà bà ơi! Cái gì? Ông kìa! Ông trên lầu xuống kìa! Trời ơi! Đi nè, đây là cái hướng này nè, cứ quay qua bển hoài hà! Đó! Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi! Mày thấy chưa tưởng? Làm chuyện mờ ám nên quan sát kỹ đó! Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy rõ chưa? Đó! Ra ám hiệu cho tụi nó canh chừng đó! Mày thấy chưa? Đó! Rõ ràng! Thấy chưa? Mày mở con mắt to, mày thấy chưa? Đó. Bà coi ông làm gì kìa bà. Tao thấy rồi, còn đưa tiền cho nó nữa. Trời ơi, bây giờ chờ gì nữa, sao bà không ra tay đi? Wow, đợi thời cơ chín mùi, chừng nào tao hê lên á. Yên chí đi, còn nhiêu chơi nhiêu. Bà coi ông kìa, ký giấy gì vậy bà? Trời ơi, chắc ông bỏ tiền mua đất cho nó quá bà. Quá lắm rồi. Tấn. Dạ. Trời ơi, sao mà dạ nhẹ quá mày? Vô con. Ai? Mấy người muốn gì? Hả? Giết con tiện nhân này chứ gì? Mấy người là ai vậy? Tôi nè. Trời. Bà. Bà đi đâu vậy? Còn cái thằng ôn dịch này là ta. Ủa, con nè. Đừng nói nhiều. Tấn. Dạ. Lấy đồ chơi ra, chơi đó. Chơi liền. Tấn. Dạ. Mày không thương ông sao Tấn? Dạ, nhưng mà con. Mày không thương bà sao Tấn? Dạ. Tấn. Con đây. Ông cho mày tiền nè Tấn. Tấn. Dạ. Bà cho mày vàng nè con. Trời con. À, dạ. Dạ. Tấn. Mệt quá. Ý ông bà sao? Bây giờ ý ông bà có cho tôi ăn Tết không? Ha? Hay là bắt tôi tàn tạ như vậy? Ông bà muốn làm gì thì làm đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Làm đi đó, hai người làm gì đi. Được rồi. Quan có đầu nợ có chủ, mày để tao tính sổ cha này. Ha? Bà làm gì vậy? Tính ghen chứ làm gì? Ghen bóng, ghen gió. Tôi làm gì trong bà ghen? Tào lao. Tào lao cái gì? Không có hả? Ông chối phải vậy không? Tôi hỏi ông đây nè. Tờ mờ sáng là gà chưa gái hả? Thôi không? Vì sao ông mới sáng tinh sương, ông đòi đi đến nơi này? Cùng con kia tăng gió bên nhau, mặt mình tôi đi chợ nông. Tết nhất ông không lo cho tôi, và ông cũng không xuất hành. Xuất hành cùng tôi tôi nghe qua chổi tay tôi đi có lý do, tôi đâu có giấu ai. Ba làm gì mà nổi cơn ghen? Đừng giăng dối, đừng phân bài, thầy ba đã bói cho tôi là chắc ăn. Mùng một Tết tôi khởi hành là bắt ngay ông đang giở trò cùng ai. Ông ơi là ông có hay chăng? Quảng hưng làm sự tổ, nay ông thành liêu hiền ngõ bao nhiêu, đưa con cầm cất luôn giùm mộng. Đừng nói dốc, đừng nói sầm, nào tôi đâu có yêu đương gì với ai. Con cố đấy cũng chính là dù là ai cũng không giật chồng của tôi.
ơi, không có phải vậy đâu bà ơi. Bà nghe tôi nói nè. Tôi không nghe nữa, ông đừng chạy tội nữa. Tôi bắt tại trận rồi, đừng nói gì hết á. Ừ, bà muốn sao cũng được hết á. Chở mặt hoa tàn nhị gửa rồi chở mặt. Nhưng ông cũng phải hiểu tôi chứ. Em không mơ hoang kiếp sống trên cùng hằng. Em yêu anh tôi chỉ có anh trong đời. Ngày đêm khấn giấy anh đã xem nhiều mùa của thầy ba cha để anh ở lại nhà. Tôi đâu ham mê bay từ xa qua này. Tôi lo công ty tết đến công nhân nhiều. Tiền cao thơ khi tôi hứa sang năm dần. Đây hơn thôi mà có gì đâu mà. Thôi đi, có ai biết đâu được mà ngờ. Có ai biết đâu chuyện tình cờ. Họ hẹn nhau trong quán chuyện tình yêu. Trong lòng bồn chồn vì thầy ba coi bói mà đời tôi u tối. Hãy cho ông thầy này biết tay tôi. À, ông còn hâm dọa thầy tôi hả? Tôi cho ông biết tay đây nè. Đào Hạ Lưu Nhân, có chuyện gì? Dừng tay lại hỏi bố ông bà. Mà nghe tưởng con phân bày mọi chuyện. Dạ thưa bà, bởi cô đây không phải là con gái. Chứ không lẽ bà già? Dạ không phải, mà là cô thư ký. Thì làm luôn bồ nhí, có chi đâu lạ con. Dạ lạ là ở chỗ đó, không phải là thư ký của ông. Chứ không của ai? Của công ty đối tác của ông đó. Vậy là sao? Cô đưa bản hợp đồng đây, nè bà coi đi. Đó, đây là hợp đồng san lấp mặt bằng mà ông đã ký với người ta đó. Người ta là ai? Anh là công ty của cô này nè. Vậy tại sao phải ký ngay mùng 1 Tết vậy? Vì ông giám đốc công ty này là người nước ngoài. Rồi hôm nay tôi phải ký hợp đồng gấp để ông bay về nước. Tôi nghĩ mùng 1 Tết mà mình nhận tiền vô là nó hên, tôi mới đi đó. Gian dối. Vậy tại sao tôi thấy ông đưa tiền cho cổ? Đây là công trình làm ăn công Nhật chứ không phải là ăn khoáng đó. Nên tôi giao tiền cho cô này cũng giữ. Để xong rồi, xong công trình rồi tôi quyết toán. Sao tôi chỉ lấy một ít coi như là lấy cái lọc đầu năm thôi. Bà làm tôi xấu hổ quá. Trời ơi trời. Vậy mà thầy ba nói với tôi là ông đi hẹn hò ngày mùng 1 Tết. Nếu tôi không ngăn chặn kịp thời cuộc hẹn hò này thì tán gia bại sản. Trời ơi trời. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tin cái thằng cha thầy bói đó. Chả đi cải tạo mấy lần rồi, bà nhớ chưa? Đó, đi cải tạo về mấy lần rồi. Lần này á nghe, tôi phải cho thằng cha này cha biết mặt tôi mới được. Yên tâm ông, kỳ này tôi cũng dẹp thằng cha luôn. Dẹp ổng rồi bàn thờ tính sao bà? Bàn thờ nào? Dạ, bàn thờ tổ á. Dạ. Ôi ba, cái đồ tầm bậy tầm bạ tốn tiền mà không có ra gì hết trơn hết trọi. Ủa, tới bây giờ bà mới chịu hiểu hả? Chứ thiên hạ người ta đã bài trừ vụ đó lâu rồi đó bà. Thôi mà con, bà ăn năn rồi con còn móc họng bà làm chi vậy con? Dạ, tôi thành thật xin lỗi cô nghe cô. Bởi quá tin thầy bói nè, mới xảy ra cái cớ sự này nè. Tấn, đưa tiền đây. Con tính quên hả con? Dạ, xin cô thứ lỗi cho tôi. Dạ, hiểu lầm mà. Không sao đâu. Thôi, chào bà, chào ông. Chúc ông bà năm mới đầy may mắn. Trời đất ơi, tôi đưa lại đây rồi giờ đi không nói tôi tiếng nào hết. Bà thiệt, làm tôi mắc cỡ quá đi. Rồi sao bà với thằng Tửng làm gì băng bó dòm thấy như hà bá chú ôn vậy? Không, đừng nhắc cái vụ này nữa. Không phải đây con, tại ông thầy ba đó. Ông nói bà xuất hành đầu năm đi Hương Đông tốt lắm đó, mới vừa đi ra rồi xảy ra nông nổi này rồi. Bây giờ vài ngày nữa ông chịu khó lên phòng thuế ông đóng tiền, ông lấy giấy tờ xe về nghe không? Sao hả? Không có sao hết đó, tại xuất hành ngược chiều đụng người ta gãy giò.
gây tai nạn. Trời, một tí nữa là công chuyện làm ăn của tôi tiêu tùng hết rồi. Tôi nói tại bà hết. Đâu phải tại em, tại cái ông thầy ba mắc dịch á. Mình ơi, em biết lỗi em rồi mình. Từ nay em sẽ không thèm coi bói, để cho ông thầy hết điều nói vui. Tin vào anh cho ấm em gia đình, không còn ghen bới quá tin ông thầy. Đầu năm em chiếu ra là quá tốt, Tết năm nay sẽ vui mừng hơn hết. Ta cùng nhau xây đắp xây cuộc đời, không còn tin chi mấy cô mấy thầy. Mừng xuân sang chúc ông bà như ý, bữa sang năm sẽ được nhiều may mắn. Chúc mừng xuân thêm ấm tươi mọi nhà, chúc bà con vui đón xuân tràn hòa. Chúc bà con vui đón xuân tràn hòa. Sao con không ra đón người anh hùng mất đi uống rượu về? Mày là bắt chước má mày rồi. Mình đâu mà anh về tới rồi phải đón anh chứ. Đúng. Thằng tôi vô phước có con vợ nghèo, là vợ nghèo bữa rau mà bữa cháo. Biết ngày nào kiếm ăn nó nghèo quá trời. Mình ơi. Tôi thương và tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin gửi qua tim nghĩa vợ chồng mối mặn gần cay. Đi rồi. Tới nè, mày tới đây, ghế cho Tiên Ngọc. Con lại gần đây cho ba hôn con trai cưng của ba một cái cho tình thương mến thương. Tình thương mến thương là tới bến rồi đó má. Ông Chính. Hả? Giờ ông tỉnh vậy ông đem đi công chuyện giùm tôi có được không? Đi đâu giờ nè? Rồi xong luôn rồi. Đi đâu mà đi giờ này? Xong rồi. Sai hoài là sao? Là sao là sao? Mà nói là sao là sao? Là sai chứ còn là sao? Ông biết bây giờ là mấy giờ chưa? Sao ông biết? Đâu phải đuôi đâu. Biết giờ về tới nhà là đúng 12 giờ trưa giờ ngọ. Giờ của các nhà sư. Giờ nhà này sắp cháy rồi chứ nhà sư gì? Đứa nào dám đốt nhà chính sĩ? Hả? Đứa nào dám phóng hỏa tới? Dạ có bác. Con phải tìm thủ phạm, đứa nào dám đốt cái nhà của chính sĩ? Tôi nè. Hùng thú là má. Dạ thưa bà, có người tự thú rồi. Là bà. Tại sao vậy? Bạn Hiền. Bạn Hiền chơi như vậy là sao? Hả? Trong khi đó anh nhậu về, anh say mà anh không quậy. Trong khi đó bạn Hiền không nhậu mà bạn Hiền quậy là thế nào vậy? Sai mà quậy là xưa lắm rồi. Bây giờ không sai mà quậy nè. Tôi quậy cho ông coi. Tôi quậy nữa cho ông coi, tức quá rồi. Ai làm gì bạn Hiền tức? Bạn Hiền cứ suy nghĩ. Ai làm gì bạn Hiền mà bạn Hiền tức? Em phải biết rằng anh dù là một thằng uống rượu, nhưng anh vẫn biết anh có một con vợ thật là xinh xinh. Anh vẫn yêu em như ngày xưa khi anh tới nhà em mua rượu nó. Biết rồi, bé ông nội ơi. Con cái yêu cầu người lớn tế nhị một chút xíu. Đây, tình yêu của ba má rất là đẹp. Thành thử ba má không có chuyện gì phải sợ, con hiểu không? Yêu có con khỉ gì nữa mà yêu. Kiểu này mà buôn bán cái gì nữa mà buôn bán đây, hả? Không lẽ mà tôi vô tôi cầm ba cái nha, tôi quỳ xuống tôi lại ông tôi nói ông Chính là ông đừng có nhậu giùm tôi nữa. Nè, người nói câu này là người sai đó, người hiểu. Tại sao em phải cầm ba cái nha anh lại hả? Anh đâu yêu cầu anh em phải lại đâu, đúng không? Anh không yêu cầu bởi vì sao? Bởi vì mình đã lại nhau ba lại rồi dày của trăm năm,
Thời gian quan chưa trời lỗi đảo chồng hiền, còn em vẫn một lòng đẹp như một con phụ nữ. Nhậu riết rồi vậy đó. Ông không có nhậu nữa giùm tôi được không? Mình nói như vậy, mình nói như vậy là mình sai chứ không phải anh sai. Gì tôi sai? Mình không nhậu thì làm sao có lưu linh? Mình không nhậu làm sao có thiên tử? Mình không nhậu thì làm sao có văn chương thơ phú? Đúng không? Tôi nói như vậy đúng không? Mà mình không nhậu làm sao có một cái tinh khí hào hùng? Trời ơi, hào hùng quá, cái tướng đứng là xìu xìu đó, đúng. Xin lỗi mình, tới giờ này anh vẫn còn đứng một giò được luôn. Ông đứng đi, ông đứng một giò cho tôi coi đi. Đứng một giò con dẹp cái ghế này ra cho ba biểu diễn cho nó. Đứng đi. Con coi có một cái giò. Đứng một giò đi. Từ từ. Thôi người ta làm siết cũng phải để người ta từ từ chứ không hồi là một cái giò là một cái giò. Một cái. Thấy chưa? Có sao không? Ừ. Cậu gì? Có sao không đây? Ba thấy cái kiểu mày đẹp thiệt đó. Ba mày té kiểu đó con. Tao mà té thiệt còn học máu rồi. Không. Mà hơi bị quê đó mà. Sao mày phản phé lẹ không ấy? Lên ghế ngồi đi ông ơi. Nhậu riết rồi như cọng bún thiêu mà nhậu hoài. Tôi khổ không quá trời quá đất vậy đó. Tại sao em nói nhậu là cọng bún thiêu? Đúng rồi, tại cọng bún thiêu là tại vì anh chưa đủ đó. Anh là chính sĩ mà. Mà anh mới quá có tám sĩ cho nên nó xìu xìu anh ở. Thiếu ba cây nhang với cái hòm nữa đó. Hồi hôm kia má nói chơi nguyên và kèn tay cho nó sơm đó mà. Vậy, má con thường tình có nói con này. Dạ, má nói ba nhậu kiểu này có ngày đứt bóng sớm. Lúc đó ba thay bóng mới, ba đừng có hối hận nha ba. Tại sao bà lại suy nghĩ được? Mấy thằng nhậu nó không có chết đâu vậy. Nhậu quá là chết sớm chứ sao không chết? Ôi lo nè. Bà đi mấy cái nghĩa địa bà có thấy thằng nào mà trên cái mộ bia nó đề là dị tử vong thân không? Có một cái chừa cho ông đó. Bó tay con vợ luôn. Em nói câu đó là em sai chứ không phải là tôi sai. Người ta thường nói nam vô tử như kỳ vô phong. Tức là na người đàn ông mà không có rượu đó là nó như cái cờ không có gió, nó dịu hoài dịu hoặc thấy muốn ói luôn. Dịu cỡ như ba bây giờ phải không ba? Coi bộ yếu quá hắn ba. Mày nghe con đừng có đứng kế bên má mày rồi má mày khèo mất mày rồi mày đâm thọ mày rồi mày đọc tức à. Ê nè, nói cho mẹ hai mẹ con không biết ha, làm sao mà yếu được hả? Thử nhập tâm là như con hổ nó nhập lâm. Rồi cái sách vở người ta có cái câu này nè: tiểu phùng tri kỷ tiên bôi tiểu. Còn có nhiều cái câu nó nói là do tiểu bất thành lệ. Em chưa nghe người ta hát cả tuy ngoạ xa trường quân mạc tiếu cổ lại chinh chiến kỳ nhân hội. Trời ơi, ngồi xuống giùm tôi đây. Té lòi con mắt bây giờ rồi chứ ngồi nhưng hồi. Ba xuống giọng cổ luôn rồi. Con hay quá ha. Ông hát hát theo. Nhà cửa trong quơ trong quát nghèo rớt bằng tôi. Không có tiền ăn rồi mày đặt nhậu xong rồi cái văn thơ. Sợ mà lắm. Đúng. Nhà mình nghèo thì nghèo thiệt. Nhưng mà chính sĩ tôi nghĩ rằng như vậy nè. Sai xưa nghĩ cũng hư đời. Hư thời là hư vậy mà sai thời là cứ sai vậy đó. Có nghĩa là chơi tới bơi luôn hả ba? Đúng, câu này là con nói đúng rồi à. Bởi vì người ta nói nam nhi chi chi à. Nói được là mình phải mặn cho nó được, có nghe không? Trời ơi, mà ngày nào ông cũng sai gì mà sao mà tôi chịu nổi ông chính. Tại tôi buồn. Tôi buồn là tại rượu nhà mình bán ế quá cho nên tôi buồn tôi mới nhậu thôi. Hôm qua ông buồn chuyện gì mà ông nhậu? Hôm qua thực tình là không buồn chuyện gì tại vì quá vui. Ta vui quá nên ta mới nhậu thôi. Bữa trước á, ba vui buồn đều gì ba cũng nhậu đó. Ừ. Cái đó là tại vì trong cuộc sống của ba bây giờ không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì vui. Ba cảm thấy
nó trống trải quá cho nên mới nhậu cho nó qua ngày đặng tháng thôi con. Trời đất ơi, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, rồi không vui không buồn cũng nhậu. Ông nhậu vậy kinh, bây giờ nước ở dưới sông múc lên cũng không đủ cho ông uống nữa chứ đừng nói. Trời ơi, bà thiển cặn quá. Bà không biết là cái hình thức quảng cáo nè. Bà nấu rượu mà không có người uống thì ai dám mua rượu cho bà. Rượu tôi nấu là để tôi bán chứ tôi không có để cho ông uống. Ông Bảy là rượu cái bên đó ba. Sao ông không thấy ông nhậu cái ba? Tại vì ông nhát thôi. Thấy không? Mặt ông gà mái không phải như ba. Trời đất ơi, chê mặt ta gà mái không biết biết nhậu chứ mặt ông gà gì? Gà trống thêm. Trời ơi, mình ta cũng hơn nói được chữ trống nha bà. Bà đứng mà ngồi bà chửi hoài, bà dọn cơm cho ba ăn chứ không lấy hồn ra ông quánh luôn hai vợ chồng sạc máu bây giờ. Chuyện đó để tôi. Thì tôi hỏi ông mà tại sao người ta cũng nhậu với ông mà người ta bỏ rượu được, ông không bỏ được là sao? Sao em không biết mà vận động trí óc gì vậy hả? Vận động gì? Bây giờ ông Bãi, ông bỏ rượu tôi, bỏ rượu thiên hạ, nó hùa nhau, nó bỏ rượu mẹ con bà ra ruộng ăn sình luôn. Làm gì đi ăn sình? Bà suy nghĩ nhà có cái lò rượu bà bán ra rồi không ai uống rượu rồi bà để bà tế bà hai chị. Gì tế? Rượu là tôi nấu tôi bán, tôi không để cho ở nhà uống. Em phải có hình thức quảng cáo mà chồng em là một người quảng cáo vô cùng hữu hiệu, không có ai uống rượu như tôi hết á. Ba quảng cáo kiểu này chắc có ngày bức vô. Chưa nói nít nó còn nói vậy á. Thôi mẹ con bà nín. Tôi nói thiệt bà, tôi chưa bày chiêu cho bà thôi. Tôi bày chiêu cho bà là bà phát lên như là diều gặp gió gì cái lò rượu của mình luôn. Ông nội tôi chứ phất gì, chưa hết muốn sạc nghiệp, ngày nào cũng nhậu phất gì phất. Bằng gì sạc nghiệp. Bây giờ mếu bà tin tôi là thằng Tý. Dạ. Con đi mua cho bà hai xị rượu nếp đi. Vậy đâu có gì đâu mua. Mua nữa hả? Vậy hả? Mà đâu có gì đâu mua bà. Ủa quất cái bình này lấy mua. Đây đây. Cái này là hai xị rượu nếp hả bà? Thì mày chịu khó giác cái bình một chút. Rồi con đi. Trời đất ơi, đi mua rượu nữa hả? Lúc nào bà cũng ấm ống mà. Bà không bao giờ nghe được điều gì nói chồng tâm sự. Bây giờ tôi nghe nè, ông nói đi. Bà phải nghe tôi. Ừ. Với hai xị rượu thôi. Ừ. Tôi làm một phát nó thành 40 lít rượu cho bà coi. Thôi. Cái này tôi quá rành rồi. Nhà tôi nấu rượu ba đời rồi ông. Không? Mấy cái chuyện này tôi quá rành rồi, ông đừng có dụ tôi nữa. Làm như tề thiên, có hai xị rượu pha thành 40 lít. Trời đất đàn bà. Rượu nữa ba. À đưa đây cho té. Đây nè, hai xị. Ba ơi, trả cho ba cái thùng nè. Ba đưa cho con cái thùng này mệt bà cố luôn. Để bây giờ dẹp đi. Dạ. Đưa nhỏ cái thùng vậy thì khi cũng không nổi. Đây nè, hai xị rượu này thôi. À. Rồi mình lấy thêm 2 lít cồn nữa. Đổ vô trong 40 lít nước. Mà lấy một chút xíu thuốc rầy và quậy vô thôi. Nó trông như mắt mèo và bán mắt chờ may luôn. Vậy có bán được không ba? Được chứ sao không được, thiên hạ người ta bán vậy không đó con. Vậy để con đi mua cồn cho ba. Đi quất liền hai lít cồn. Trời đất ơi, ông làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Pha cồn này vô uống cái trái ruột trái gan người ta hết thì chết hết hả? Ông làm cái ăn cái kiểu gì vậy? Nói cho bà nghe, chính vì cái điều đó mà tôi không làm từ xưa tới giờ. Là bởi vì tôi còn giữ được lương tâm của một thằng sai xỉn. Tội quá. Chứ biết bao nhiêu người người ta bán hà rầm rồi có sao đâu. Ông ăn nhậu riết rồi rượu nó ăn hết cái lương tâm của ông chứ lương tâm gì nữa. Bỏ đi cưng ơi. Lương tâm nó không bằng lương thực. Hiểu không? Bây giờ mình không có lương thực, mình phải bán cái lương tâm để mình mua lương thực. Thời buổi này bây giờ người ta giữ vàng, giữ hột sòn chứ không ai giữ lương tâm đâu bà. Ăn nói kiểu đó cũng nói được. Tôi không biết sao đó, tôi thương ông, tôi lấy ông đó thiệt á. Tại vì mình quá có duyên đấy ấy thôi. Trời ơi trời. Tôi sai xỉn mà nhiều khi tôi tự lén soi mình trong gương. Trời ơi sao mình có duyên lạ lùng vậy trời. Nhưng mà tôi uống rượu ngày nay là lỗi do bà không? Sao tại tôi? Bà là thủ phạm mà bà không biết. Gì? Ngày xưa đó, khi mà tôi đi tán bà, tôi qua nhà bà, ngày nào tôi cũng qua. Tôi đâu có biết uống rượu đâu, nhưng mà vì mê cái mùi hèm quá mà qua. Qua riết rồi nó gầy, lúc đó tôi mới uống. Rồi
xưa ông uống ít chứ ông không có uống nhiều. Nhưng giờ là ngày xưa tôi uống ít, nhưng mà tôi hẳn tôi mới uống nhiều. Hẳn gì? Ai làm gì? Bà nhớ lại nè, cái ngày tôi qua nhà bà tôi ăn đám giỗ. Sao? Lúc đó tôi đâu có biết uống rượu đâu, tôi mới uống có một ly luôn là không còn thấy đường gì hết. Thì lúc đó không có ai đưa tôi về. Lúc đó tôi nói đêm nay đưa tôi về, xong mấy người nói không có ai đưa mày về. Tôi sợ nhào đầu xuống sình nó chết bà. Bà mới ra bà nói thôi anh ấy ở lại nhà em đi. Vì nghe lời bà thôi, nghe lời bà tôi ở lại đêm đó mất luôn đời con trai của tôi. Từ đó đưa đi tôi hẳn. Trời ơi, hận vậy đó hả? Cũng tôi, cũng tại tôi, đúng rồi. Tôi dạy, tôi khờ, tôi yêu ông, yêu nhầm thằng sai đó. Tôi cãi lời tía tôi. Nhưng mà tôi không có cãi lời tía tôi, giờ tôi đâu có khổ dữ vậy này. Ai làm gì bà khổ? Hả? Ai làm gì bà than khổ? Ông chứ ai? Tía tôi đâu có cho tôi lấy ông. Ông sai, ông xỉn. Tôi còn biện hộ cho ông nữa mà. Nói ông vậy chứ ông dễ thương. Ông sai nhưng mà ông không có xỉn được cái hả? Sai ngủ, không có quậy. Đó. Giờ tôi lấy, bây giờ tôi khổ vậy nè. Tôi khổ chồng chất vậy nè. Tôi đâu có quậy đâu. Tôi về tôi chưa kịp quậy hai mẹ con bà quậy tôi. Nó lấy tôi về tôi ngủ mà. Nhưng mà tôi sai là tôi có cái lý của tôi. Trời ơi, sai có cái lý của tôi ngưỡng mộ chồng tôi ghê, sai mà còn có lý luận nữa. Bà thấy đâu, cái sai là 10 thằng sai không có thằng nào nó giống thằng nào. Mà một cái điều mà ai cũng phải gật đầu thán phục là không có cái thằng sai nào mà nó sai mà nó nằm tầm vậy tầm mà. Nó không... về trước nhà nó mới làm một cái cành ra đó cho vợ con nó dọn. Cũng không có thằng sai nào mà không chết, mà cũng không có thằng sai nào mà không bệnh, không có thằng sai nào mà không điên khùng hết. Bà suy nghĩ lại đi em yêu ơi, em yêu hãy suy nghĩ lại. Đây nè, nhậu sai nó có 10 cái sai khác nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ giải thích cho em nghe cũng tàu hủ trong này không mà không có gì để hiểu hết. Đọc cho bà hai câu nghe chứ. Chính sai quên bạn quên đời, 10 sai thiên hạ muôn lời ngợi khen. Đó hay bà hết hồn chứ. Hay, công nhận ông giỏi, ông hay ghê á. Tôi cho ông biết chưa, nấu rượu cũng có cái lý luận của người nấu rượu nha. Tôi đọc cho ông nghe nè, ông lóng lỗ tai ông nghe nè nha. Đọc đi. Chính sai ta chẳng còn ai, 10 sai chuẩn bị quan tài chung vô. Ô, dẹp. Ông chuẩn bị chung vô. Bà dẹp đi, dẹp đi. Làm gì dẹp? Tại bà có thành kiến với mấy thằng nhậu bà mới nói vậy đó. Bà nhìn chồng bà đi, hùng hổ vẫn đẹp trai như ngày xưa. Tôi nhậu bao nhiêu năm nay bà có thấy tôi bệnh không? Hả? Đó. Có cái gì đó, nội. Đây, ngồi xuống đi. Bị xỉn, xỉn thôi. Bây giờ nè, có phải gì rượu đó. Nó xỉn, ngứa cổ cũng có thể ho được vậy. Làm gì giống mình như vậy? Tại vì cái lộn nhiều quá, nó đau lưng. Trời, nó vô duyên, cái lộn nhiều đau lưng. Ông nội ơi, trời ơi. Thấy chưa? Nói phải không? Ông Chính. Mày yên tâm đi, vợ hiền. Mày yên tâm, mày giờ hiền, em giấu yên tâm. Không bao giờ cho chó ăn chè tào lao vậy đó. Đâu có cháu dư mà Chính ha. Đó. Xong không? Không sao đâu. Đây là nhậu chưa đủ rồi thôi. Quất cái một sĩ nó vô là nó đi ru luôn. Quất vô cái nữa là đi đời luôn á chứ. Nè, tôi nói cho bà nghe nè. Mà lấy tôi được là bà hạnh phúc lắm rồi. Hiểu không? Trời ơi, lấy ông được hạnh phúc quá. Đúng. Người ta nói chim khôn chọn cái lành mà đậu. Gái khôn là lựa mấy thằng nhậu mà nhờ. Phải không? Hay quá nè. Mai kia chết bụi chết bờ. Hòm rương khỏi tốn, nhang đèn khỏi mua. Nè. Bà đừng làm nhục chí anh hùng của tôi nè. Nhục chí? Không bao giờ chết cái kiểu mà không có lý lẽ như vậy đâu mà. Nhậu nhiều ói là vợ con khổ chứ ai khổ. Bởi vậy mà mới suy nghĩ là tại sao nhà có con vợ nấu rượu mà tôi không bao giờ tôi uống rượu của bà. Ông không uống rượu của tôi chứ ông uống rượu của ai? Tôi qua nhà ông Bảy tôi uống kìa. Uống rượu nhà ông Bảy? Ông có biết tại sao mà ông Bảy ông bỏ rượu không? Ai biết đâu. Ông nấu theo cái công thức tiến bộ của ông đó. Ba. À, con mua còn không có. Vậy này là cái gì? Cái đó là của ông.
không phải là rượu cái bên cho con mượn đâu, anh nếm thử mấy người. Rượu ông phải ba uống hồi sáng thôi à. Ba ba. Gì đó mà, con yêu. Mà con thấy á, ông Bảy á, ông nấu rượu sao mà hay hơn nhà mình nữa. Làm sao có chuyện đó, con đi nhục mạ cái nghề gia truyền của mẹ con. Nhà mình là nấu rượu ba đời rồi, mẹ con là số một ở cái xứ mình rồi. Làm sao có hay hơn con? Không, hay hơn. Ổng có cái chai gì mà con nhớ ra rồi, cái chai xịt rượu á. Chai xịt rượu tức là chai thuốc rầy đó. Mà chai... Trời ơi, ba, ba ơi. Rượu ông phải thuốc rầy. Ba ơi, ba. Sáng giờ quá trời rồi. Trời đất ơi, sáng giờ uống rượu bển đó hả? Ba, ba. Gồng lên ba, để mắt mặt quá ba ơi. Gồng, không. Trời ơi, bị đói ra máu rồi phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Ông nội ơi. Má. Ông ơi, sạp quá ông ơi má. Lưu lên rồi, ơi. Ông cô ơi. Tìm, tờ tổ. Ông cô. Ba. Ba, tỉnh đi ba ơi, mất mặt quá ba ơi. Trời ơi, khổ gì bằng yêu người say nè trời.